Trong Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng con máy lọc không khí Panasonic VX60. Và cái thời tiết hanh khô này các bác dùng điều hòa nhiều thì lọc không khí nó là một cái máy rất là thiết thực trong gia đình. Cái con máy Nhật này thì nó có đầy đủ cả tính năng lọc không khí, bù ẩm và khử mùi. Đối với các cái dòng máy mà các bác mua ở siêu thị thì đa số là nó bị cắt đi bất cái phần bùa, thì cái tính năng bùa nó rất là quan trọng. Về hình thức con này nó là hàng bãi các bạn, hàng bãi Nhật nhé, nhưng mà còn rất là đẹp. Về đến Việt Nam mình thì đã được anh em vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy, các bác nào yêu hàng bãi thì các bác thấy là dùng hàng Nhật nội địa của nó thì chất hơn rất là nhiều lần so với cả các cái hàng liên doanh, hàng mới bán bây giờ. Ví dụ như là với cái công nghệ nano y này, các bác nhìn ở trên đây cái máy là không khí đời mới của Việt Nam quảng cáo năm 2021 thì mới có cái công nghệ nano y này tích hợp vào các bác nhé. Cái công nghệ này là cái công nghệ nó diệt khuẩn độc quyền của thằng Panasonic đấy, nhưng mà ở các cái model máy là không khí của Nhật thì nó đã được tích hợp từ rất là lâu rồi, cho nên là đương nhiên là đối với người Việt Nam mình mua các cái sản phẩm liên doanh thì đương nhiên cũng bị cắt đi rất là nhiều, không phải Việt Nam mình đâu mà nhiều nước trên thế giới đấy. Còn đối với hàng Nhật nội địa thì nó phải làm sao mà đủ nhất thì thôi. Thì các bác thấy là tại sao mà cái hàng bãi này nó vẫn có những cái thị phần riêng của nó như vậy. Cái con này nó chạy điện 100V, em đã đấu cái điện 220V bên trong rồi các nhé, đút cái cục đổ nguồn ở bên trong thôi, rất đơn giản. Máy có công nghệ Eco này, Nano, báo độ ẩm. Đấy, các tính năng lọc không khí và bù ẩm tự động này, lọc không khí và bù ẩm tự do này, lọc không khí tự động này, lọc không khí và bù ẩm tự động này. Các chế độ điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau này. Ở đây các bác phải tắt Eco đi thì mới chỉnh được. Đấy, điều chỉnh các tốc độ Eco lọc khác nhau này. Điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này. Nếu các bác bật Eco này nhé thì là nó hoàn toàn điều tiết chạy tự động hết. Đấy. Máy đầy đủ các cái cảm biến cho các bác, như là bên riêng này nó có cảm biến, một cái là cảm biến mùi và một cái cảm biến bụi các bác nhé. À, một cái cảm biến mùi và một cái cảm biến ẩm nhé. Đấy. Hai cảm biến lỗ hai bên này này. Trước này thì nó là cái cảm biến bụi, cảm biến Panasonic rất là nhạy, dùng rất là tuyệt vời luôn. Cái con này thì nó vẫn đi theo cái màng zin cực đẹp các bác ạ. Màng zin này mà các bác nào mà có nhu cầu mua thì rất là hiếm này. Còn trắng tinh các bác nhé, trắng tinh luôn. Cái giấy này nó hơi bị co này, không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, nhưng mà màng rất là trắng, gần như là rất ít dùng luôn. Một con máy cực chất đẹp. Màng than hoạt tính này, than hoạt tính thì về Pana thì em thấy là nó khử mùi là hiệu quả nhất. Nó là những cái hạt than thật sự luôn, những cái hạt than các bạn, hạt than nó thẩm thấu rất là tốt. Cái màng này vấn đề là khi các bác dùng thì các bác có thể mang đi rửa được. Cái màng zin các bác nhé, rất là hiếm các cái máy lọc không khí bây giờ là còn màng zin, đa số là phải thay mới thôi vì nó dùng thì nó cái này nó giấy nó hay bị nát. Đấy, nhiều khi sờ tay vào nó đã nát luôn rồi. Con này còn màng zin rất là đẹp. Đấy. Bên zin này là màng bình nước này các bác này. Bình nước ví dụ như các bác những cái ngày khô các bác mang đi cho nước vào đây, bù ẩm trong phòng để nó tăng độ ẩm lên. Đây là khay chứa nước. Rất là trắng đẹp các bác này. Đẹp chưa? Trắng đẹp luôn nhé. Trắng đẹp long lanh tinh tươm. Đấy. Một con máy không có cái gì để chê. Công suất là 54W, các bác dùng trong phòng khoảng 30 đến 35 m2, 30 đến 35 m2 các bác nhé. VX60 hàng Nhật bãi, cửa dâng lên hạ xuống rất là đẹp luôn. Em bán 2.8 triệu nhé, giá cực hợp lý trong mùa dịch này đấy. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, chưa phí vận chuyển đâu ạ. Xin chào các bác.